bác sĩ ở bên Campuchia đó nói là bị ung thư. Ung thư là phải về Việt Nam chữa mới có, còn ở Campuchia nó không có, không có thuốc. Chị ba bây giờ chưa phải nhầm thời thừa ca hay ta bây hồi lui nó từ xong kê chán đó. Anh ta nói là uống thuốc phóng xạ đó nó mới trở xuống lại. Thì dạ, cái... là ít tiền. Dạ dạ là ít tiền mà sao mà xuống đợt này cái người ta nói cỡ 2000 mấy đó, rồi nó mới nó không có tiền cái bây giờ không biết làm sao, nửa muốn về nửa muốn không. Nếu như mà ở lại đây thì không biết tiền đâu mà trị, còn nếu như mà đi về thì mình sợ mình chết. Em xin gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi trên kênh. Thưa với lại cô chú anh chị, thì em cũng thường thường em cũng hay tâm sự với lại cô chú anh chị đó, là đối với lại những cái hoàn cảnh khó khăn đó thì em cũng không có phân biệt là vùng miền hoặc là quốc gia luôn nha cô chú anh chị. Cũng có rất là nhiều cái trường hợp ở trên kênh GoFood, Mạnh Thường Quân đã từng giúp đỡ đối với lại bà con ở những cái quốc gia khác, ví dụ như là Thái Lan nè, Campuchia. Hoặc là em nhớ cũng lâu lắm rồi có một cái trường hợp của một thầy giáo người Hà Lan đó cô chú anh chị. Có nghĩa là em nói là cái tình yêu thương của cô chú anh chị các Mạnh Thường Quân ở trên kênh GoFood là dành cho tất cả chúng ta, dành cho những cái người đang gặp hoạn nạn, đang gặp khó khăn. Ví dụ như ngày hôm nay đó thì có một cái hoàn cảnh cũng rất là éo le của chú anh chị. Một cặp vợ chồng người Campuchia còn khá là trẻ luôn cô chú anh chị. Theo em thấy trong hình đó là chắc là không tới 30 tuổi đâu. Nhưng mà người vợ khóc rất là nhiều, bởi vì là những cái khó khăn hiện tại mà vừa qua bên bệnh viện ung bú về cái việc mà điều trị bệnh và những cái khoản tiền. Và để tiếp sức cho cặp vợ chồng này đó, thì em xin phép là em đăng tải cái video trong ngày hôm nay để mà gửi đến cho cô chú anh chị. Em xin mời cô chú anh chị hãy theo dõi video nha cô chú anh chị. Em quên luôn đó cô chú chị. Em quên là cái câu mà xin chào của người Cam là em quên luôn. Em mới mở trên Google ra em tìm cái chữ xin chào cô chú anh chị. Đó là Susuday hả? Susuday xin chào. Susuday Chumrip Su, Susuday Ban. Chumrip Su hả? Chumrip Su luôn. Xin chào Chumrip Su. Chào Chumrip Su. Vậy sao cô chú anh chị? Làm sao mà chúng ta trao đổi được ha? Nhưng mà em nghĩ một cách này cô chú anh chị về hai vợ chồng bạn trẻ này đó là người Campuchia. Em biết được đó là đây là lần thứ hai hai vợ chồng trở lại Sài Gòn và đến bệnh viện ung bú. Lần thứ nhất là em biết được thông qua một chị thông dịch viên. Chị này là chuyên là thông dịch viên và hướng dẫn cho người Campuchia đến Việt Nam để mà khám bệnh và điều trị bệnh cô chú anh chị. Chị này thì là người Việt và có theo dõi ở trên kênh GoFood. Thì chị đã liên hệ với em, chị nói là trong quá trình đó mà chị đồng hành cùng với lại hai vợ chồng bạn trẻ này đó thì có nghe hai vợ chồng bạn trẻ tâm sự về những cái khó khăn về cái sức khỏe của hai vợ chồng trẻ này. Nếu mà không có gì thay đổi đó thì có thể là sẽ không có điều trị nha cô chú anh chị. Tại vì cái khoản tiền quá cao. Bởi vì người Campuchia họ qua bên đây họ điều trị đó cô chú anh chị, đó là không có sử dụng bảo hiểm như chúng ta. Thì họ
sử dụng tiền 100% tiền dịch vụ nha cô chú anh chị, nên là những cái khoản tiền rất là cao. Và còn những cái khoản tiền khác, ví dụ như là phải tiền sinh hoạt nè, tiền nhà trọ nè, tất tần tật các tiền, rồi cái tiền mà phải trả những cái tiền mà dịch vụ, ví dụ như là cái tiền mà thông dịch viên hoặc là những cái tiền khác đó cô chú anh chị, thì họ chân ướt chân ráo qua đây. Rồi còn trẻ như vậy thì bị bệnh, người bệnh là người vợ nha cô chú anh chị. Đó thì nghe qua cái câu chuyện thì rất là tội. Và ở lần trước thật sự thưa cô chú anh chị là em đã tiếp xúc và có kiểu là trao đổi với lại hai vợ chồng. Hai chồng rất là thiệt tình, rất là dễ thương, còn rất là trẻ, mà có đến hình như là hai đứa con hay là ba đứa con còn nhỏ ở quê cô chú anh chị. Một lần em có nhờ cái chị thông dịch nên nói chuyện đó, thì bạn này nói là bạn mong ước có được cái cơ hội sống để bạn có thể là lo cho gia đình nhỏ của mình, làm tròn cái trách nhiệm của người vợ và trách nhiệm của một người mẹ, nên là bạn không muốn chết, bạn muốn được sống để làm tròn những cái nghĩa vụ, những cái nhiệm vụ mà chị còn dang dở ha cô chú anh chị, còn tương lai phía trước nữa. Đó thì em cũng có nói với bạn ở lần trước, em có nói là nếu mà bạn quay lại Việt Nam ở lần này đó, thì em cũng xin phép là em đăng ở trên YouTube để mong sao cô chú anh chị dang rộng vòng tay để có thể là giúp đỡ đến cho hai vợ chồng vượt qua cái khó khăn hiện tại. Thưa với lại cô chú anh chị, mà để mà tìm hiểu thêm và cũng như là để mà dễ trao đổi đó, thì em có nhờ một chị, chắc là cô chú anh chị, em nói ra cô chú anh chị sẽ biết là ai ha, đó là chị Duyên. Chị Duyên người Việt nhưng mà sống ở Campuchia và Thái Lan trong cái thời gian rất là lâu, có chồng con ở bên đó, một hoàn cảnh cũng đặc biệt khó khăn ở trên kênh GoFood. Thì em sẽ nhờ chị Duyên để mà thông dịch và tìm hiểu về bệnh tình, hoàn cảnh chi tiết hơn, gửi đến nha, cô chú anh chị nha. Hai mẹ con của chị Duyên tới nè cô chú anh chị. Ở đây nè chị. Chị Duyên. Con trai chị chở qua hả? Chạy xe không được, mổ rồi. Ở mổ cái tay rồi đó hả? Mổ lấy sinh thiết thôi, nó lấy xương á. Xương mới hành. Chị ý là sức khỏe chị cũng ổn đúng không? Dạ. Có một cặp vợ chồng người Campuchia. Em không có biết là nói chuyện với họ như thế nào, em nhờ chị dịch ra giùm ha, để em với mọi người biết về cái hoàn cảnh với lại bệnh tình của họ nha chị. Em nhờ chị nha. Chị hỏi giùm em nha, là đây là hai vợ chồng, là anh chồng tên gì, vợ tên gì, họ bao nhiêu tuổi và ở Campuchia thì họ ở đâu, nào, ở đâu? Cái xua ở đây xua ấy, buôn xua ấy. Này nằm đây xua ấy cái có xua ít bị say, nhóm ít bị say. Metspetra. Hay dụ mán? Sam 36 tuổi. Nhóm 24. 24 tuổi. Chồng tên gì hả chị? Chồng tên xua ấy kế. Ít bị say. Tên Campuchia. Metspetra. Metspetra. Cái tên nếu mà có nghĩa không, dịch ra tiếng Việt có nghĩa không chị? Vì mình bộ prai màu bán ớt đấy. Bộ prai là gì? Mẹ nè. Đôi giờ chúng mua dương á, bộ prai cho màu bộ prai à? Phẹ tra nắng, đôi chưa? Tây ngột nghệ tư. Giống mẹ tra nó cứ giống Việt Nam mình là đẹp đó. Là đẹp. Tên đẹp gì đó. Tên là chị đẹp gì đó ha.
À, chị hỏi là họ ở vùng nào ở bên Campuchia chị? À, nơi mai nơi sọc nà mà đông nà nơi khai tập bông khmum khai tập bông khmum khai tập bông khmum ở tỉnh cờ bông khmum á, tỉnh cờ bông khmum là ở đâu không biết nữa đâu. Họ đi họ đi qua bên Việt Nam bằng cửa khẩu nào? Đi từ chưa đen hay kia chị đen bông khmum Việt Nam. Bông khmum Việt Nam à? Từ tam phơi nè, từ tam smart smart tam phơi từ cho passport ở đây màu nó bơi passport nó thấm khai nó bán chưa dập hơi rồi sao nó bị ở hơn giống người ta không có đi hộ chiếu mà đi đi đường giống kiểu kế tỉnh kế bên á, đi đường không chính ngạch, đi đường tiểu ngạch. Ừ, chắc vậy quá, không hợp pháp. Không có phải không hợp pháp mà người ta kia do passport hay kia anh nói chưa lịch khách cái hai lịch khách xong anh dạy cái clay nên anh ta cho có 7 ngày tuần lễ một một cái hộ chiếu đó là nó để cho có 7 ngày thôi, đóng giấy 7 ngày đóng lại. Đi từ cửa khẩu nào qua đây chị? Cửa khẩu Tam Phơn nè, tên mày gì? Smart ở đâu ta? Tân Biên một vài Tây Ninh nè, ở Tây Ninh nè, Tây Ninh là đi hướng Tây Ninh, Tân Ninh Mặt Bài đó. Dạ. Đúng rồi. Từ nhà của họ bên Campuchia mà đi qua bên đây luôn đi là khoảng bao lâu? Ngày này bay mau mà mỏng, bay mau quá. Bay mau tới 4 mau. Bay chỉ đi sang Việt Nam Dương. Tại vì buôn đen mau đo ní. Chà. Buôn mau 4 tiếng hồ từ ở Chu Đen á. Ở cửa khẩu đó lại tới đây là 4 tiếng. Ở một còn bài tới đây 4 tiếng. Tây Dương, tầng biệt Tây Dương mau đo cho đen mà. Tây Dương đâu tới đen. Cả là mau. Ờ, cỡ nửa tiếng à. Cỡ nửa tiếng từ ở nhà nó là đi lại chỗ cửa khẩu là cỡ nửa tiếng, là từ cửa khẩu xuống đây có 4 tiếng. Cách cửa khẩu một bài có nửa tiếng à, vậy là quá gần rồi. Dạ. À, cũng không xa, nói chung là không xa. Nhiều khi là ở ví dụ như ở mình ở Kiên Giang, ở Cà Mau đi lên đây còn xa hơn mà họ bận qua đây. Dạ. Giống đi đường tắt chứ con. Dạ. Chị hỏi là có mấy đứa con chị? Mình con mà nè. Mình con pi nẹ xây môi bỏ mùi. Hai đứa con, đứa gái, đứa con trai. Bao nhiêu tuổi? Bỏ mà anh giúp không? Bỏ bốn nó giúp bỏ mùi cho năm chết chồng ba cho năm mày. Hai em môi xây nó chết pi khuộp, chết pi cho năm. Con gái 2 tuổi, còn con trai thì 7 tuổi. Họ làm công việc gì vậy? Thơ ca y kê nên đó. Nhưng ở miền thơ ấy phong nơi tèm mơ con với cốt. Thơ ca cơ nẹ nây nơi cơ lại bị khổng hôn mùi ý chẳng đó. Cơ nẹ nây nó đầy rồi mà. Khang kịch chi ai kê. Cái nơ kia giống nó làm ở trong công việc. Cái này ở nhà thôi mà, không có ở làm nhà việc. Hỗ trợ. Dạ. Trong con. Còn đàn ông nó làm việc trong công ty. Công ty công nhân ha. Không phải công nhân mà giống công ty mà. Dạ công ty. Có mấy đứa con? Nãy nó hai đứa. Đứa con trai 7 tuổi với đứa con gái 2 tuổi. Chị Duyên, vậy thì cái passport đó là chỉ có được hiệu lực một tuần lễ, xong đó là mình phải quay lại cửa khẩu để mình xin một tuần lễ nữa. Cứ vậy đó. Đúng rồi. Ồ vậy là hồi lần chị ở Quỳnh Thái chị cũng làm vậy, hồi lần chị cũng có từng xài vậy. Rồi mình bệnh ốm đau làm sao mà đi nổi để mình xin gia hạn? Thì mình phải làm giấy passport bự, cái đó là passport nhỏ. Vậy họ chưa tính tới chưa tính nó mất tiền. Ở bên Campuchia không phải với mình mà làm có 100-200 ngàn phải không? Ở anh chở nó làm cỡ 100 đô. 100 đô là 2 triệu mấy tiền mình cho một lần không cho một lần mà làm một cái tấm giấy hộ chiếu á. Là 100 đô mà một tháng mới lấy, chứ không phải như mình là 200-300 ngàn là làm được. Rồi vậy bé này nó ốm đau vậy rồi thí dụ như bác sĩ người ta hẹn 10 ngày hay gì đi ha, là phải đi ngược lên thuê xe đi lên trên cửa khẩu để mà gia hạn. Hơi mà anh đoan ban tư cái tư binh mà đoan kê chóp ban mà anh ngay mau pet nắng à lời nắng nhom mau nắng pet nát ngày mà phay bầm ngày mà phay bầm mùi để nhom phở thanh nam tân tái pet phẹp thanh nam thở chậm nãy bầm mán chậm nãy bầm mán chậm tứ việc phụ pê chứ bị tứ sao lại cảm động rồi. Bữa nay giống kiểu đi tới rồi không có tiền á. Nhưng
ấp đơn thang nhông miên mà tập hiệp chia ba là tê mình tai bờ lớn ấy cứ ấp miên mà tập hiệp chia ba tê đây xa tại tại cho năm bị ở trường hay bởi nhông tập tới tiên nhông đơn thang nhông thử mau bên đi có tê giống mà nói là đi bác sĩ á, người ta nói là nếu như mà đi trở lại một lần nữa đó là vô thuốc tốn tiền nhiều lắm. Rồi cái nó nói là nó đi lên chở mà không biết chở xuống được không, tại vì thuốc nó mắc, phải vô phải uống thuốc. Thì hôm bữa có nói em là có thể là không quay lại tại không có tiền. Bị là bị tuyến giáp. Tuyến giáp. Ở chỗ này là đã phẫu thuật, chỗ này là lấy sinh thiết nè. Mà đối với em nha, đối với cá nhân của em và em được nghe từ những bệnh nhân bệnh tuyến giáp hoặc là các bệnh nhân bệnh ung thư ở bệnh viện á, thì họ nói là nhẹ nhất. Trong số những bệnh nhân đi điều trị tại bệnh viện ung bướu, có nghĩa là tuyến giáp là nó thuộc nằm trong cái nhóm K luôn. Nhưng mà gọi là cái nhóm nhẹ nha cô chú anh chị, so với lại người ta đi khám ở trong đó là ví dụ như ung thư tổ tử cung, ung thư vú là các bệnh khác. Nó nhẹ nhất mà trong khi đó không có tiền á, một với lại bạn không có bảo hiểm giống mình á. Đúng rồi. Nó khó. Đối với người Việt mình á là họ đỡ cái khoản tiền khi mà bị bệnh tuyến giáp, nó đỡ tiền hơn những cái bệnh hồi nãy em nói. Dạ, bệnh khác. Còn cái này là cái gì cũng tiền không? Cái gì cũng tiền hết. Đưa cho ấp miên thì sọc tới chư nặng nóng. Hay ở lỡ miên tầm mà mục nữa em. Chà, miên tại con đi nhau bạn ta chư ai còn. Có một cái thứ đó. Chị kêu nhờ họ lấy cái tờ giấy từ cho mình. Cái đá, cho chị đọc. Cái đá, tên. Ở đây là để chuẩn đoán là u ác của tuyến giáp nha. U ác. Tên nó là mạc Storfeta gì đó, nhưng mà nếu mà ở trên kênh của chúng ta thì mình gọi em gọi là mạc đi hay của chúng chị mạc đi cho dễ nhớ ha. Lời xa tại dùng phép bẹt sụi tay thay dân từ lập mau bên chị ba nó bên nè hay nhưng mà ban phép bẹt tay thay nhung nhưng mà bên bên nè tập bẹt chân có tập ban ở cái đại tiếp thế gọi ở tập bên giống bác sĩ từng hỏi á anh từng ý. Hỏi là trở lại chị bệnh nữa không? Rồi bạn nói không biết trở lại được không, kiếm tiền được thì trở lại, còn nếu như mà kiếm tiền không được thì không có trở lại. Cái bác sĩ nó không có cho cái giấy gì hết. Vậy thì đợt này là qua đây để mà đòn nắng mau thôi. Đòn nắng nhông mau ở ok, cái thua cái scan, thật mấy những cái scan cái echo hay là mới chìm hay chân là tập phần mắt tới nhông bởi cái chân là tập phần mắt có thử phở thứ năm y vô mà rồi xăm môi. Chà hay nhôm su pa từ lại thứ năm cái ao mạn để chống á cái thẹt than từ lại thứ năm ba chỉ tung pi pon năm rồi đô la. Ủa thay thứ lại mày thứ năm nó chơi với bộ bánh kem mì bẹt phẹt chống á hay ở bánh kem mì hả? Chà hay ở thứ năm nó ba chỉ ai chủ sợ hay ở nhôm su pa đây thằng bánh mạn đâu ngoài chống bà tha bờ sân dân bằng đoan năng hai quạt đặt đằng thập phép tháp ăn chít ở thế phần tai địch tháp kinh nát á bờ ảnh nắng không ca lại dân chị bài hà kinh nát tới bờ dân thời vừa tiết cứ vừa tiệt cho tha chưa con nữa kì thở phát thứ năm á kì miệng thở bằng thứ năm thế này hay bờ bè giấy cái than lẹp lẹp thứ năm chả lẹp bằng thở nè lẹp thứ năm ngày muôn nhưng ta bỏ khỏe kì lẹp thứ năm ta buôn liên đoan này buôn liên đoan bà bạn mà rồi chiên lôi dương nè nhưng mình ăn lui mà chở mà pon chiên hai này có phép ninh chồng màu chồng hay phật máy thơ y khla nữa phật máy như ăn tại buôn mơn chiên năng phật máy thơ y khla phật máy tại đó chụp pet hay thơ y tiếp tôi chọn mình thơ y tiếp thế nào phật máy người ban tại đó chụp pet lắm ai cả xa giống nữa. bây giờ người ta chỉ hẹn thôi, chỉ hẹn là cái nhà mơ nè đi xét nghiệm máu, rồi đi chụp siêu âm, đi chụp cái gì theo cái cổ mình á, chụp CT, chụp gì đó,
Nó có hai thứ đó mà người ta nói nhiều tiền. Ủa là lúc trước ngay chỗ cái dòng này là đã mổ rồi đúng gì? À mổ rồi rồi. Cái khối u gạo phải không? Chứ lại lấy sinh thiết. Là cái đó là mổ, là mổ Campuchia hay là mổ bên đây? Cái này quen rồi nè. Anh ấy quen rồi. Về nó quen rồi Campuchia. Ồ quen rồi mày. Campuchia. Rồi ở bên đó là họ không có điều trị không tốt. Vậy là sao? Tao à mấy mau đi. Doctor Campuchia Tamari. Bác sĩ ở bên Campuchia đó nói là bị ung thư. Ung thư là phải về Việt Nam chữa mới có, còn ở Campuchia nó không có. Không có thuốc, không có thuốc. Vậy là coi em nói là coi đúng không nha, có nghĩa là bác sĩ bên Campuchia kêu qua đây điều trị. Thì đợt vừa rồi thì cứ đi thôi, cứ đi nghe mấy lời. Cứ đi mà chẳng biết nhiều hay ít tiền vậy. Ông bác sĩ nói là nhiều tiền. Dạ. Nên là cũng nhưng kiểu muốn nghỉ á. Dạ dạ. Sự đợt này quay lại để mà khám cái gì đó, xét nghiệm gì đó. Dạ, xét nghiệm coi nó người ta trị như thế nào. Dạ. Chị hỏi là nếu mà điều trị á, thì bác sĩ ở Việt Nam điều trị như thế nào và cái khoản tiền trước mắt là bao nhiêu? Hỏi rồi, và bác sĩ kêu là xạ, phải xạ. Cái chị mới nói là nếu như mà cần cổ là nó không có đúng xạ, nó không phải xạ. Tại vì cần cổ này nếu như mà tiếng giáp á, chỉ là uống thuốc thôi. Chứ không phải xạ. Nhưng mà bác sĩ thấy bây giờ là kêu xạ đúng không? À, cái nãy nói là nói xạ. Xạ là bao nhiêu tiền? Cỡ 2,000 mấy. Cỡ 2,000 mấy. Cỡ 2,000 mấy. 2,000 mấy, giống kiểu 2,000 mấy bao nhiêu tia mà gom là hết á. Trong khi đó là Việt Nam mình là không tới 5 triệu. Tại vì em tiếp xúc với là những bệnh nhân xạ. Đúng rồi. Rồi với lại chị cũng không có từng thấy mà bị tuyến giáp mà xạ đâu nha. Có cuồng họng. Có nếu như mà ung thư họng á là người ta mới xạ, còn nếu mà tuyến giáp là người ta chỉ là uống thuốc thôi. Ở trong đây họ không có để giai đoạn hay chị Duyên? Không có luôn. Họ không có để giai đoạn. U ác nè, của tuyến giáp à. Cái này tuyến giáp rồi chứ không phải không để giai đoạn ha. Này anh đi cái đó từ từ. Chị hỏi là hai vợ chồng chuẩn bị được bao nhiêu tiền? Yên riêng trong lui banh lui do mau mà anh. Hay là bỏ cuộc? Lui do mau nó miền thay chia phải chia 4 liên ấy nó. Hay lui năm nó có bao anh? Cỡ 4 là... triệu đem tiền là đâu có 4 triệu à. Từ Campuchia đem vào đây có 4 triệu à. Được có 4 triệu giống kiểu họ kiếm ở bên Campuchia về được á, giống kiểu gom góp á. Tiền đó là ở đâu? Tiền đó là ở đâu? Lui mau bị nạ. Lui nó đang ơi tại bàn lui bao dương là lui bao kẹo lui kẹo tiền tháng của ổng ra cái còn dư được 4 triệu mấy đó, là đi về tới đây là còn 4 triệu. Trời, 4 triệu sao mà điều trị? 4 triệu sao điều trị? Thì nó nhiều tiền quá, không có tiền trị đâu. Nó nói gì? Rồi, em ngước cổ lên đây, ngước cổ lên. Xạ là xạ ở vùng nào? Cô chú anh chị, chị có nhìn kỹ không? Có nghĩa là cái cổ bạn này nó kiểu là nó bị sưng phù này này lên đúng không? Chị có thấy không? Không, cái này em hỏi em đây, thì đây, em đây, đây, thấy chỗ này này, sưng chỗ này nè. Thì không phải xạ ha. Xạ. Đóng tiền xạ đó là đóng từng phần hay là đóng như thế nào? Cái ở dương bon mà đòn mà anh quê phép tha bà sân dông chia ba cái ở đầm rồi bon lôi tặng ớt nếu chia ba nó nghe cái ở dương bon phép cả đà là phép chia ba hủ chóp bằng cái ở dương bon tặng ớt bằng tay như máu à phép cả đà nó có như mặt miên đây giống mà giống bác sĩ người ta kêu nếu như mà ấy thì phải ứng tiền phân nửa rồi cái người ta xả từ từ rồi cái tới hết rồi người ta tổng quát lại thiếu đủ nhiều là đóng thêm. Hồi nãy nó là bao nhiêu tiền? Tới hai từng ô mà anh đòn banh kia tha ní nó kia tha phở tháng năm đang mà anh đòn có phép tham mà anh đòn phong còn là tha phở đòn lắm
tại lại pi pon phèm hỏi nâng cái chế đô lá thấy lúc khỏi đi thả bờ sân chỉ phờ vui cái nạt chân mau quên cái nạt mau quên cái mỡ chiêm mỡ ai chân tay bờ sân chân thở phờ tiết cái phờ bờ sân chỉ ở tế ở để phải cái phèm chân với nhá thôi mà ra nó người phát thanh âm ban thở nó nói là ban đẹp mi để nghe bàn tay bập bềnh với cái than lẹp hay lẹp như lắp lư cái than ót tịnh đây sao không lư cái ót tịnh bao nhiêu máu á hai lỡ pet cái tháp ót pi pon chieng nó cứ pet na phẹp pet ní phẹp à mẹ chà năng này hay nào cái bọ phẹ ở nhôm chua y nơi chật năng nẹt bọ phẹ hai mấy bọ phẹ mà khóc nia chẳng mà pet cái than lẹp hay có than phẹp ót tè có phẹp nhôm than lẹp bạn thấy nhung kia sao chả lắm tháp banh banh là hôi bộ ấy ông chẳng lép và bạn thở tháp pi phong chiên gạch thở tê bộ ấy có bẹt tha lép lép thứ năm bẹt kinh dậy phép và lép thứ năm chẳng hết á bạn thấy còn tha tầm lại này thứ năm nữa với ấp pi phong phèm mồi đời là quê quê gạch thở và thở pi phong phèm mồi bộ ấy nhưng tao bỏ phèm ở kia mai qua đôi khi đây nè hay cái ao tao buôn phong phèm phong ai buôn phèm liên đông ấy cái ao tao buôn phèm liên ấy mà tháng năm mà khóp nó nghe nè chà hàng ngày nhôm tơi nó nhôm khơi kê nhạc chừng lưu để kê hai chmô lên tháng năm á khơi kê hai đông môi chú tơi lên thở ơi thở ơi thấy ấp đăng tha phụ ấy pet phẹp đai tha chừng lưu nhôm viên viên mê đậu cùng cái đảo đi bên này viên nói kê cái ấp tháng năm nó cứ chia ấy kê mình bành tháng năm tiếp đi nè ấy đưa mấy sao chị à giống mà giống bây giờ á nha tỷ như à bữa nay bác sĩ á một người á thì nói là uống thuốc phải không uống thuốc viên á uống thuốc phóng xạ còn một người thì nói là vô thuốc xạ trị nó khác với nhau nếu chưa như mà xạ chưa có nghĩa là đó là chỉ là gặp bác sĩ khám thôi chưa gặp bác sĩ điều trị đó thì trong đây là những ngày họ hẹn để mà có kết quả đầy đủ rồi bắt đầu mới hội chuẩn rồi ông bác sĩ mới điều trị. Còn nếu như mà điều trị mình không biết điều trị xạ hay là uống thuốc phóng xạ. Nhưng mà khả năng uống thuốc phóng xạ sẽ cao hơn. Tại em thấy là khoảng uống thuốc phóng xạ đâu có cao, chị đi phong dịch người Campuchia đó là có 5 triệu à. Không, ý là khả năng là có nghĩa là phần trăm mà bị tuyến giáp là uống thuốc phóng xạ không, ít ai xạ. Đúng rồi, tại vì chị thấy toàn là uống thuốc xạ không à. Nó có nhiều loại, ví dụ như 30, 50, 70, 100. Có nghĩa là cái liều lượng á cô chú anh chị, có liều lượng, có người nào chắc là nhẹ đó thì họ uống sẽ 30, vừa họ uống 50. Có người nào mà theo cơ địa hay là sao đó, uống tới 150, có 150 luôn. Mà nhiều lúc có người là họ uống 150 là liên tục mà cũng có người uống mấy cái số cái nhỏ 30 vậy. Thì cái khả năng nếu mà uống thuốc phóng xạ đó thì sẽ cái tiền sẽ thấp. Vậy là chưa có bác sĩ chính thức điều trị, chỉ là gặp bác sĩ tư vấn, bác sĩ khám theo cái ca trực thôi. Đó. Khả năng xạ thì nó không cao. Khả năng xạ nó không cao. Tại vì bữa hổm chị đi người Campuchia đó, chị đi phòng dịch cho người ta cũng xạ gì nè, ta uống thuốc cách ly 14 ngày. Đúng rồi. Nếu mà bé này á là nếu mà uống thuốc phóng xạ đó thì cái tiền dịch vụ luôn không có tính bảo hiểm á thì nó khoảng bao nhiêu chị? 4-5 triệu tiền mình á. Tại vì bữa hổm người Campuchia đó uống thuốc phóng xạ một viên là 4 triệu. Và cái bác sĩ kêu ứng tiền 5 triệu đó người, là người khác nha người Việt Nam mình cũng vậy luôn, hình như là uống thuốc phóng xạ cũng không có nằm ở trong bảo hiểm đúng không hay là chị cũng không rõ nữa tại vì người Campuchia đó nó đâu có bảo hiểm giống mình rồi chị đi phong dịch cho người đó vừa rồi là uống 4-5 triệu đó hả dạ 5 triệu rồi cách ly nửa tháng cách ly nửa tháng rồi cái 8 ngày cái người ta cho lại người ta cho trở lại là người ta chụp hình xương coi nó vô chỗ nào vậy đó rồi cái người ta thả về lại bé này thì khả năng có thể là uống thuốc phóng xạ nếu như mà uống thuốc nó nói gì nè nó nói hồi bữa hổm nó xuống đây đó nó nghe người ta nói là uống thuốc phóng xạ đó nó mới chở xuống lại rồi là ít tiền dạ là ít tiền mà sao mà xuống đợt này cái người ta nói cỡ 2,000+ đó rồi nó mới nó không có tiền cái bây giờ không biết làm sao nửa muốn về nửa muốn không nếu như mà ở lại đây thì không biết tiền đâu mà chị còn nếu như mà đi dài thì mình sợ mình chết đó sợ không họ nói gì sợ
khlạc ngọp khlạc con trẻ tụi ấy con năm nay tôi con còn nhỏ đứa 7 tuổi đứa 2 tuổi à, có hình của con cho con mình rút cô nữa chú sắp rồi nè chị em thấy bà con người Campuchia mình qua đây thấy ai cũng hiền nè con nè đứa 7 tuổi đứa 2 tuổi đứa trai đứa gái dễ thương quá ha hai pe nhau mau pe lắm con mình nè lâu mùi dây mai bà con hai bơ mình nè con nhom tôi mới tiện lâu mùi mặn nhom lâu thẹp xanh kia chẳng á bộ ai ở bà bông với thầu hiền hay mai mẹ nhom có chư gật mơ gần bị ca về gỡ cho thằng trai gỡ bên đó con gái thì gỡ bên đây gỡ bên mẹ hai bên á tại thằng trai đi học nhỏ gái chưa đi học mới gỡ bên đây hai đứa chắc là nhớ ba mẹ lắm hả chị hỏi nước câu nè câu nước đi đây tài tê mau ấy chấn nước đây tài thấy bà con nhom mập bón á còn bèn phép tha nơi tem một giây tới mặt tập bèn ấy chấn với tha mặt tới dù ăn mẹ thằng ấp trong ngoài tới ấy chấn nói vậy cái tới công chuyện của mình nhớ à, con nhớ nhờ. Con À, nhớ con nó nói con nhớ mà con nó cũng nhớ nữa con nó cũng nhớ giống kiểu hồi lúc mà đi đó rồi cái nói mẹ đi lâu không vậy đó à, đi chích thuốc rồi đi lâu không sao không đem nó theo vậy đó đi chơi Việt Nam chơi vậy đó nó không biết rồi xuống đây mà cực khổ chị ba bây giờ chia ba nhóm thời thừa ca hết tập bây hồi lui nhắn từ xong kê chán đó phụ ấy nhóm mau bị đơn đi hơi nhóm mẹ chơi lời của nhóm tay nhóm chạy kê khá là chạy bóng ôn khá là nó nói là phải mà nó hết bệnh á nó gắn hết bệnh đặng cho bằng kiếm tiền đặng trả cho người ta chứ đợt trước á nó đem tiền xuống là nó mượn tiền của anh em của nó mượn tiền xuống đây chị á mượn bao nhiêu chị mượn chạy ô mà này bê mau lắm chị làm crong mau lắm à vừa mà đo nó phê bảy mơn chỉ làm cho mà đo nâng lưỡi đồng hai lưỡi nhóm sao tại mà anh phụ bê nhóm mau nó nguyên phải chơi cái tung mà rồi đô la tê cứ chị đô la mượn cỡ 100 ngoài đô rồi đó 100 ngoài đô 200 ngoài đô rồi 100 hay là 1.000 100 giống 1... kiểu đi tới đi lui không dài đó 100 đô là 2 triệu có 2 triệu mấy à, có 2 triệu mấy mà tiền mặt mà đối với họ là à, họ nhà lớn khó khăn gì đó hả là mượn người ta là hai lần đợt trước thì mượn 100 mấy đợt này mượn 100 mấy nữa vậy đó hai đợt này nó gán xuống đây đừng cho hết bệnh đừng cho đi làm á đừng trả tiền cho anh ta cô chú anh chị biết hồi nãy em với chị Duyên cũng có nói đó, là cái bệnh tuyến giáp á thường thường là ở người phụ nữ thì thuộc gọi là kiểu là bị ca nhưng mà gọi là sức khỏe sẽ ổn hơn và cái tiền điều trị nó sẽ nhẹ tiền hơn so với những bệnh nhân khác nhưng mà đối với trường hợp của bạn này nếu mà không điều trị thì cô chú anh chị biết nha hồi nãy ở trong chẩn đoán trong giấy thì cũng để là u ác tính nếu mà để lâu thì sẽ không có tốt. Đây là cái ba lô đồ đạc của hai vợ chồng. Hồi nãy có quay cho cô chú anh chị xem ở đầu video đó, cả hai chồng ở bệnh viện đi về. Thì cái chữ ở trên cái ba lô là họ ghi cái gì đó chị? Chữ Campuchia. Cái ba lô có hiệu của Campuchia. Cái hiệu của cái ba lô đó à, cái hiệu của ba lô à, em thấy hàng cái logo đó là sao vậy? Cái này là cái gì à? Anh ấn say kê nè ổn ồ anh ấn cái tạp cái ao kê nạ thua cao hay cái ao mà phải đặt cái ao giống người ta làm ở trong ngành lính đội gì đó rồi cái xuống cái không có cái bóp không có cái này người ta cho mượn cái bóp đi xuống đây để quần áo à, chứ không phải là ba lô của họ nữa mà à, không phải của mượn hàng sớm cho mượn cái ba lô này giống kiểu trong cộng đồng á à đúng à, rồi trong cộng đồng trong cái y chang
ví dụ hội chữ thập đỏ của mình hoặc là gì đó ở Việt Nam là trong nhóm cộng đồng gì đó, môi trường xanh hay là gì đó. Dạ. Đó là bên kế nhà kế bên ta cho mượn, chứ ổng cũng hai vợ chồng cũng không có ba lô mà đi. Ông chồng thì 36 tuổi hả? Dạ, 36, vợ 24. Rồi lớn hơn con Giáp nữa. Chị hỏi ổng là làm được một tháng là lương là bao nhiêu? Mặt hai, ba dương banh mà anh thiệt hai. Chị bây giờ rồi là... Ồ, cỡ... Vậy tích tích ba nói. Bây rồi nó cỡ 300 đô, 300 đô là 6 triệu mấy tiền mình ha, 7 triệu. Cho 7 triệu. Ừ. 6 triệu mấy, 7 triệu. 7 triệu mà tiền này tiền kia nuôi hai đứa con về tiền nhà tiền cửa đó, nhà mướn người ta. Nhà mướn mới là ở gần, nếu như mà già nhà nhà thì mình ở dưới quê thôi. Nó cố lên. Dạ. Gia phận cho su, su su lên, ở bên này. À nắp cái nè. Tội nghiệp nhầm khi ở Campuchia xuống đó. Chị đi phong dịch ta, chị cũng không lấy tiền. Ta cũng khổ, giống mình vậy nè mà. Giống mình nhà nước người ta lo. Còn ở bên bển xuống là không có ai lo, chỉ kiếm tiền xuống nhiêu được nhiêu. Rồi bữa ổng có cái người đó bỏ cuộc á, về á, ở chung nhà trọ với chị, bỏ cuộc về. Cô chị Duyên ơi, trong cái kỳ xét nghiệm lần này đó thì mình có phải đóng tiền thêm gì không? Ở Dương Minh bông lui cái ọt em. Và bao lâu nữa là sẽ xong những cái xét nghiệm? Bây ngày đăng kia bao lâu? Cái áo dân cọc nè, cọc bay liền nè. À, muốn tà bộ, anh ấy muốn tà bộ, ngày nữa, ngày nữa. Bữa nay chưa. Mình tại áp đi buôn nơi mà, bộ anh mấy nhắn. Mình tại bọn nó. Vậy làm gì làm cũng phải xong hết tuần này, cũng phải đi ngược về trên cửa khẩu để mà là đăng ký lại. Dạ, để đăng ký lại. Nè, cái này đầu tiên là người ta cho đóng tiền là 3 triệu. 3 triệu là người ta kêu mình nhập viện á. Chị hỏi họ thì rồi ở đây thì ăn uống rồi biết chỗ xin cơm từ thiện hoặc là cái lại để mà tiết kiệm rồi. Dạ, score cái lại bay tức y ở đây. Rồi xong bay cái hốt được nữa từ tin. À thế xong ở bê cái ai bay này khăn khổ mà. Ờ, người ta xin cơm từ thiện ở dưới. Ừ. Ở dưới đó nha, nhà kế bên. Chị hỏi họ ăn cơm trưa chưa? Hôm bài tháng ngày nữa. Bài tháng ngày nữa mình ta hạp bê Phật mai nhắn nhằm ấy mong bê phai bầy mùa đi đá tay ngang. À, ăn người sáng là ăn 9-10 giờ sáng rồi chắc chưa chưa. Chị nói là để nói chuyện xong chút xíu là em bài hai vợ chồng cơm. Dạ. Kê tiếng tiếng á, kê chun nhưng hốt bài. Hả? Đi ra bà đời phun á. Hả? Kê nó bài. Em mời hai vợ chồng ăn cơm. Ừ, mình ở đây á. Cái gì ở dưới đây giúp đỡ, họ được giúp em ha. Nhầm khi con ta mình nó ngắn á, bệnh gì cũng vậy, miễn yêu cầu mình không có tiền điều trị là nó ngắn thời gian thêm. Còn nếu như mà có tiền rồi điều trị giống người khác á thì nó khác hơn nữa, thời gian kéo dài hơn. Nó gì căng bởi vì người ta kêu mới vô thuốc xạ. Còn nếu như mà uống thuốc phóng xạ không á thì nó chỉ có cái chỗ này không mà là uống thuốc phóng xạ được, còn cái này nó tùm lum hết. Hồi nãy em có nói thì cái việc mà những người phụ nữ mà bị tuyến giáp, u tuyến giáp của chú anh chị thì phần lớn là sẽ uống thuốc phóng xạ. Nhưng mà còn trường hợp của bạn này thì nghe bác sĩ họ tư vấn là có thể là xạ trị, có thể là xạ trị của chú chị, thì đó là cái lý do có thể là bị di căn của chú chị, bị di căn hay là vấn đề gì đó, nhưng mà cái đó là cái tư vấn thôi. Nhưng em mong sao là bạn Mẹt sẽ điều trị theo cái hướng là uống thuốc xạ để đỡ tiền thôi, để đỡ tiền thôi. Chứ bây giờ mà đi chưa có trị bệnh gì hết trơn, chưa có khám gì hết trơn mà có 4-5 triệu đem qua đây đi vay mượn làm sao mà đủ. Em nói vài câu nhờ chị Duyên
dịch qua hộ giùm em nha. À, chị Duyên nói như thế này, thì đợt trước em có gặp hai vợ chồng rồi thì em cũng có nói là em làm bên YouTube, làm bên thiện nguyện. Thấy hoàn cảnh với, của hai vợ chồng trẻ như vậy thì em nói là em cũng xin phép là để mà đăng ở trên kênh YouTube cho người Việt mình á, họ xem, họ có giúp đỡ thì giúp đỡ. Đó thì hai vợ chồng có đồng ý rồi, nhưng mà hai vợ chồng cũng lưỡng lự. Hai chồng có hỏi lại em á là tại sao lại giúp người Campuchia. Đó, tại sao lại giúp người Campuchia. Nhờ chị nói lại nha. Chị nói là ở trên kênh của em á, kênh riêng của em á, thì là không phân biệt vùng miền hoặc là không phân biệt quốc gia, không phải là Campuchia, Thái Lan. Ví dụ như chị là Thái Lan đi ha, ví dụ người Thái Lan, người nước ngoài hay là bất kỳ mà trong lúc mà đang khó khăn thì lúc nào Mạnh Thường Quân ở trên kênh của em cũng, họ cũng giúp đỡ, tại vì cái đó là tấm lòng nhân ái về mặt đạo đức con người với lại con người, không phân biệt là quốc gia. Mà đặc biệt nữa đó là người Việt của mình ở bên Campuchia rất là nhiều, Campuchia rất là nhiều. Thì song song đó đó thì chắc chắn một điều rồi, người Việt của mình qua bên đó cũng lạ nước lạ cái, thì ban đầu thì cũng có cái sự hỗ trợ của người Campuchia, hoặc là ít ra là người Việt đang định cư ở bên Campuchia. Nên là chị nói lại là không có phân biệt quốc gia gì đâu, nên là cứ thấy khó khăn là giúp, chứ không phải là giúp người Việt Nam không đâu. Dạ. Mùn đồ bồn á, có tha mùn đồ bồn có chuốc dương á, có tha có chong chui cho ngay nó. Hay dương á, xua cót nè, mắt chong chui mai chẳng á nó. Dạ. Có tha, có thơ ca cái lạnh nó á, cái ọt kết tê, thà có tê Việt Nam, có tê mai, tê thay ấy có đau ấy. Cái chui ba nừng ó, tha mau nừng ấy, cái thở chui, cái chui dương á nó. Tha dương, thở ca ấy phẹp có chui ba nừng ó. Thầy dương cùng kích ra, thầy dương có, cùng có họ nâng. Cùng có họ nâng, cùng kích y chọn cha thầy chia ba dương tao ná. Dạ. Phụ ấy nhông nó khơi ta, bê khá kích thà ừ. Cọt chùi đi thà nhông chung chết xe dân á ná. Hay ừ khá cọt chùi đai rồi cô cọt chùi được gọi dân cho thầy rõm kích chân khá chất cọt chà chất. Giống mà giống như nó suy nghĩ không ngờ, giống kiểu nó là người Campuchia mà sao mà bạn là người Việt Nam mà bạn giúp gì đó. Giờ cái giống kiểu muốn hỏi tới hỏi lui gì đó, sao nói là người Campuchia nha, vậy đó. Giống kiểu bạn muốn nói như vậy. Đó cái lòng tốt là không phải đặt ở tiếng nói hay là đặt ở quốc gia, mà đặt ở cái tấm lòng đó. Cái nơi chất kê nó, cái nơi chất kê mình bật tay y, bật tay y cái đó. Mau thao bộ bạ nó, cái chui thằng ó. Chị Duyên chị nói là một chút tấm lòng thành từ Mạnh Thường Quân. Mạnh Thường Quân hay là chị dịch ra là người giúp đỡ gì đó ha. Những người giúp đỡ ở trên kênh của em gửi cho hai vợ chồng chút ít trong ngày hôm nay để có tiền để mà trang trải nha. Rồi để mà lấy cái tiền này nè, để đóng vô những cái khoản xét nghiệm, để mà ra cái kết luận cuối cùng, ra cái chẩn đoán, rồi bắt đầu sẽ tính tiếp nha. Chị nói vậy. Ở lại ít hơn. Nè, mẹ kia mau chui lửa nó, cái chui dương nó. Ní nó khá nông ní. Ní nó cái thoát nó nữa. Cái thoát nó khá nông nữa, cái chui dương nó. Cái chui dương, ô lui ô ca ê bà man phẹp kê, ô côn kê. Cái này là đổi ra tiền đô là 200 đô, chị nói gì đó. Tha đô, tha lui không ai, lui đô la dương á, bàn pi rồi. Chị này đô la nè. Lên ấy, nhưng ô côn bóng phò. Vì tới tăng bình nhóm máu đo tờ bố á. Còn chân là ô bình nhạc, tờ đầy bà bình khóa đâu. Thôi ở ông xây mẹ tiền, còn chui nhóm. Thật là con nó xua nhóm thay nhóm nhằm ấy nữ. Hay bọn xây con nó phép lương và tục bận nè. Bận nè ấy chui nhóm chờ. Bạn nói là từ đầu á, từ đầu á tới cuối là lại nhà này ở là hai vợ chồng với có người con một người nữa. Là tốt dữ lắm, cái gì cũng hỏi, cái gì cũng hỏi, muốn giúp đỡ. Vậy đó, hỏi cái này hỏi cái kia. Giống cái kiểu
quan tâm hả? Dạ quan tâm, giống kiểu bạn xuống đây ở là bạn không không sợ đó, không có không có là thấy là mình một mình ên mình vậy đó. Dạ. Ừ. À, đây là 5 triệu tiền Việt ha. Dạ. À, 5 triệu. Rồi. À, chị nói là em gửi 5 triệu có nghĩa là 200 đô ha. Có nghĩa là nếu mà đổi ra thời điểm này thì nó nói vậy thôi chứ cũng chưa tới 200 đô, tại 200 đô giờ là 2 triệu rưỡi mấy chục ha. Ừ. Như vậy phỏng phỏng rồi đó. Nè kìa, chị ơi nơi krong hôn kìa. Krong hôn kìa. Tại vì họ sử dụng bằng tiền đô mà phải không chị? Dạ. À, giao dịch bằng tiền đô nên là nói vậy cho dễ hiểu dạ. Ha. Đây. Ocon hay mừng. Trong Ocon tới đó ở crom hôn bảo quạt chân quạt mình ta chặt chui biết nữa nay xin hay. Cảm ơn trong tại YouTube chị nói là cái tiền này không phải của em nha. Chị nói là cái tiền này á nguyên mệnh bao co đó của những người chuyên làm từ thiện đồng hành cùng với em. Dạ. Rồi thì bắt đầu chị sẽ nói là em sẽ đọc tên cái khoản tiền những cái người à xuống ok cái ao dương nè cái cốt xuống nè đi ha nè hay nhung trong ao con theo tam YouTube nữa ai ao mà chăn lưới cốt khơi như thế này là ngày đại cốt ban chui nhung cho mũi đây nhung đã bay nhung mơ chừng lưới cỡ to ao nhung miên cả láng chất mơ chừng lưới cỡ to đã bay con pi nhẹ tiệt phụ ấy con nơi thời ca nhôm. Để em đọc nha. Dạ. Dạ em xin phép là em sẽ đọc tên và cái khoản tiền của Mạnh Thường Quân ở trên kênh GoFood. Em trích ra 5 triệu đồng để gửi đến cho hai vợ chồng của em Mạnh nha cô chú anh chị. Thứ nhất là chị Nga ở Washington ở Mỹ là 1 triệu. Thứ hai là chị Hương ở quận 6 là 1 triệu. Thứ ba là cô Trần Bích Lan, cô Nguyễn Thị Nhàn ở Calgary ở Canada là 1 triệu. Thứ tư là cô Liên Tuyết ở Mỹ là 1 triệu. Và cuối cùng là anh Kiệt ở Bình Dương là 1 triệu. Đó là 5 triệu đồng. Dạ. Dạ. Hôm nãy bạn xin cảm ơn là tiền hết Mạnh Thường Quân ở trong đó nha. Với lại mấy người mà gửi tiền cho đó xin cảm ơn rất nhiều. Làm cho có sức khỏe vượt qua cái lúc này. Dạ. Dạ. Đó. Thôi cố lên nha, chị nói là cố lên nha. Su su. Dạ. Làm bài cô. Anh cô. Dạ. Làm bài cô nữa. Dạ. Em cũng cảm ơn đến chị Duyên nha. Có dịp nào khác thì sẽ gặp riêng chị Duyên và tiếp tục gửi đến cho cô chú anh chị ở trên kênh. Cô chú anh chị muốn biết thêm về hoàn cảnh của chị Duyên có thể liên hệ tụi em sẽ gửi cái đường link qua. Hoặc là gần đây á, thì ở trên kênh Hà Tuấn Anh của chú anh chị có thể xem lại nha. Em chị Duyên này là ai? Vì sao mà em với chị Duyên lại biết nhau? Và chị Duyên đang gặp khó khăn như thế nào? Bệnh tình của chị như thế nào? Cô chú anh chị cần thì em sẽ gửi đến. Ở cuối video này đó thì nãy em cũng có nói thì sẽ mời hai vợ chồng của em Mạc để dùng cơm chung nha cô chú anh chị một cái kỷ niệm. Em làm hơi vụng về chút xíu nha cô chú anh chị. Tại bếp này không phải bếp của em. Rồi Mạc có đem khô từ bên Campuchia, khô cái gì đó. Khô Campuchia. Không, cô cứ hỏi thì không sao đâu. Hai vợ chồng này người Campuchia. Có bụng rồi đó. Này chấm với mắm mè. Mắm mè ngon lắm nè. Buổi trưa ha cô chú anh chị. Nói hồi nãy chiên chút xíu, Mạc nó vô nó chiên hết trơn. Buổi trưa nè, nhờ các bạn quay phim ha. Dưa hấu nè. Cá lóc nè, cá lóc mà hai vợ chồng của Mạc mua ở bên Campuchia đem qua nè. Canh nè cô chú chị, canh này canh em sinh ở ngoài cổng bệnh viện nè, đó. Ha ha.
mà dùng nha. À, dùng chung với lại em với lại chồng của em Mạc hay cô chú anh chị một chút xíu kỷ niệm ha. Em nghĩ là không chỉ riêng về vợ chồng của em Mạc đâu, người Campuchia đâu, mà em nghĩ đó, ví dụ như bà con của mình á, xa xứ đi làm ăn hoặc là đi công việc gì mà ở đến một cái nơi nào mà xa lạ với mình á, thì nếu mà được những cái tấm lòng từ những người lạ thì thật sự là rất là hạnh phúc ha. Thôi em xin phép là em kết thúc cái video ở đây. Em cảm ơn cô chú anh chị đã quan tâm theo dõi. Đói bụng lắm rồi cô chú anh chị. Dạ. Em mời nha.